Hôm nay ta tiếp tục phần SQLite ha. Tổ chức cấu trúc ứng dụng là tổ chức tạo class down nè. Cái này hôm bữa là cô đã tạo rồi, xử lý xem thêm sửa xóa trong activity nè. Chưa? Đây các bạn, tổ chức ứng dụng này các bạn sẽ áp dụng cho cái này, là các bạn áp dụng cho cái này là áp dụng luôn cho cái anh assignment nha. Cái phần này package các bạn đặt chữ thường hết cho cô nha. Open lớp mình nè. Lớp mình là 06. Android cơ bản nè. Cái này là 06. SQLite nè. Đây các bạn coi là cái package nè. Down nè, database nè, model nè, đúng không? Down nè. Cái lớp down là bữa trước cô đã làm rồi ha. Tí nữa tôi sẽ làm tiếp cái phần, những cái phần tiếp theo ha. Rồi nè. Rồi các bạn thiếu một cái package là adapter ha các bạn. Đấy, thiếu cái package là adapter. Đấy, cô thêm nè, click file phải nè. Cô thêm những bạn cái package là adapter. Cái này để các bạn tạo các cái list view ha. Đấy, cái adapter nè. Đấy, là đủ package nhá. Các bạn có từng này cái package nè. Ok, cái DB helper cô nhắc lại nè. Hôm bữa ta vừa tạo nè. Câu lệnh này nè, là câu lệnh tạo database luôn. Cái super là cô đang sử dụng cái constructor của cha. Hiểu không ạ? Ta gọi là super mở ngoặc luôn, trực tiếp luôn. Là sử dụng cái constructor của cha. Thì câu lệnh này, cái constructor này nó truyền vào đối số thứ nhất là context. Đối số thứ hai là tên của cơ sở dữ liệu. Đối số thứ ba là cái factory. Cho nên các bạn để null. Version các bạn để số 1 cho cô. Các câu lệnh tiếp theo là các câu lệnh tạo bảng và insert dữ liệu mẫu, tức là dữ liệu có sẵn, đúng không ạ? Insert trước. Ok. Thì tất cả những cái này các bạn để trong on create, nó có hai hàm là on create và on upgrade. Thì các bạn để câu lệnh insert các bạn để trong on create. Tất cả những câu lệnh này, cái này là tạo bảng nè. Cái này là mã nè, cái này là tên. Mã để khóa chính thì có lưu ý nè. Khi nhập thì khóa chính không được trùng nhau, nếu trùng nhau nó sẽ báo lỗi ha. Đấy, nó sẽ báo lỗi. Đó, đây là tạo bảng tiếp theo nè. Nếu bạn nào gặp tình huống như này nè. Các bạn tạo bảng này trước. Tạo bảng này trước. Sau đấy các bạn chạy chương trình luôn. Chạy chương trình luôn. Sau đấy các bạn lại tạo tiếp cái bảng này. Hiểu không ạ? Thì khi đấy cái bảng này nó sẽ không được tạo đâu. Bởi vì cái on create nó chạy một lần thôi à. Cho nên các bạn tốt nhất gặp cái tình huống đấy, các bạn phải vào máy ảo. Các bạn run máy ảo lên, các bạn vào máy ảo, các bạn uninstall cái app của bạn trong máy ảo đi. Hiểu không ạ? Mở máy ảo ra các bạn uninstall nó đi. Tức là các bạn bỏ cái app đi, các bạn chạy lại thì khi đấy nó sẽ tạo lại toàn bộ luôn. Hiểu không ạ? Đấy nhá. Đây, cô xóa cái này đi ha. Đây, các bạn vào máy ảo nè. Các bạn nhìn thấy cái app của mình á. Không ấy thì các bạn xóa nó đi. Uninstall nó đi. Ok chưa? Giống như bạn uninstall cái app của mình thôi. Ở trên máy điện thoại thật của mình thôi. Đây. Cái này web view browser. Hết rồi. Được chưa? Cái này tại vì máy ảo cô mới tạo lại. Cô mới ốc sao lại tắt đi ta? Nhầm. Đấy, lâu lâu cô lại xóa sạch đi. Cô hay delete đi cô tạo lại. Đấy, lâu lâu cô hay delete đi cô tạo lại. Đấy. Thì nó sẽ sạch sẽ, đúng không? Nó mất hết những cái app đấy. Đấy, lâu lâu cô làm sạch lại tại vì nó nặng lắm các bạn. Nó nặng lắm, làm sạch lại, mình chạy lại toàn bộ cho nó. Ok.
Rồi các bạn run. Được chưa? Rồi. Thì đó là lưu ý về database nhé. Còn cái hàm on upgrade á, thì hàm này á, nó sẽ được chạy, nó chỉ được chạy khi nào cái version nó thay đổi thôi. Hoặc là các bạn tức là các bạn đổi version thì nó cái old version nó thay bằng cái new version, thì nó sẽ chạy xóa hết toàn bộ dữ liệu xong nó tạo lại toàn bộ. Đúng không ạ? Đấy, cái này cũng được, cách này cũng được luôn. Đấy, có hai cách các bạn tạo lại cơ sở dữ liệu. Thì đó là lưu ý nhá. Rồi ta quay lại cái bài toán là hàm mã lớp và sinh viên này. Hôm bữa là cô đã tạo các bạn cái lớp học đao. Trong cái lớp học đao này các bạn, trong cái lớp học đao thì cô đã tạo các bạn cái một cái method, đó là read all. Thì các bạn lưu ý cho cô ở chỗ này, các bạn lưu ý cho cô chỗ này nào, là cái phần mà con chapter của này, các bạn phải tạo con chapter trong lớp học đao. Các bạn truyền vào cái context và các bạn khai báo cái DB helper các bạn ở bên này. Các bạn tạo cái project object của cái DB helper ở đây. Sau đấy các bạn phải gán cái này ở trong cái lớp học đao, để bởi vì các bạn truyền context ở đây. Hoặc cũng có một cách khác để truyền context là các bạn truyền vào cái hàm cũng được. Nhưng mà viết như vậy nó rất là dài dòng. Hiểu không ạ? Đấy, tùy tình huống nhá, các bạn truyền context, miễn là sao các bạn phải truyền được context cho cô. Hiểu không ạ? Đấy. Ta truyền vào hàm cũng được, nhưng mà ở đây có sẵn con chapter thì cô truyền luôn con chapter ha. Và cái hàm này, cái hàm này là hàm read all. Được chưa? Đó, hàm này lấy toàn bộ dữ liệu ra, cô đổ vào ArrayList, sau đó cô trả về return cái ArrayList. Ok chưa? Được chưa? Và ở đây là cô phải tạo cái SQLite DB. Cô khởi tạo cái helper getReadable database. GetReadable là cô set cho nó trạng thái là đọc. Hiểu không ạ? Read, đọc. Tí nữa các bạn có thêm thì các bạn phải get nó là getWritable, chứ không thể là getReadable được ha. Và đây là tạo con trỏ để các bạn trả về dữ liệu từ câu lệnh select sao from. Câu lệnh select sao from là câu lệnh trả về toàn bộ dữ liệu của một bảng. Đúng không ạ? Thì nó sẽ trả về một dạng table và nó trả về con trỏ. Đó, con trỏ thì đầu tiên các bạn đưa con trỏ về đầu cái hàng dòng đầu tiên. Ta gọi là move to first là dòng đầu tiên. Tại vì con trỏ nó sẽ duyệt theo dòng. Đấy, nó kiểm tra trong khi nó chưa về cuối. Hiểu không ạ? Thì nó sẽ đọc dữ liệu từ cái con trỏ ra, từng cột của con trỏ ra. Đây là cột 0, đây là cột 1. À, sau đấy tôi add nó vào cái danh sách. Danh sách của tôi là lớp học, cho nên tôi phải là gì đấy ạ? Tạo một đối tượng lớp học xong tôi add vào danh sách. Ok. Đó, CS move to next, tức là tôi sẽ next dòng tiếp theo. Sau khi nào đọc xong thì nó sẽ chuyển đến dòng tiếp theo. Đúng không ạ? Thì cái này là move to next. Ok. Được chưa? Sau đấy khi các bạn đọc xong hết rồi, nó lại quay lại, nó lại kiểm tra, nó lại đọc, nó quay lại kiểm tra, nó đọc, nó next. Thì khi đọc xong hết rồi, đến cái dòng cuối cùng, nó sẽ trả về là phone, thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp while. Và khi đấy các bạn đóng con trỏ lại và các bạn trả về cái danh sách. Đúng không ạ? Thì cái này là cái đoạn code để các bạn đọc dữ liệu từ một cái bảng. Đúng không ạ? Nó trả về một cái ArrayList. Ok. Đấy. Bây buổi hôm nay nè, cô sẽ hướng dẫn các bạn phần tiếp theo, đó là cô sẽ đổ nó ra cái list view. À, cô sẽ lấy lại cái list view của bài các bạn hôm bữa. Bài list view cô sẽ không giảng lại nữa, bởi vì là giảng nhiều rồi ha. Đây. Đây, cô sẽ bài lấy bài list view hôm bữa nha. Đây. Buổi 4 nè, buổi 3 nè. Đây nè các bạn nhìn nè. Đầu tiên tôi sẽ phải tạo một cái list view nha các bạn. Đầu tiên tôi phải tạo list view. Các bạn nhìn nè. Trong main activity. Đấy, tôi sẽ tạo một cái list view. Tôi thay cái này bằng
À, tôi thay bằng relative nha. Layout. Ok. Text view này cô thay bằng click view. Match parent, cái này là match parent luôn. Các bạn nhớ phải đặt ID. ID là lead view. Cái này là lớp học. Rồi các bạn neo nó nha, các bạn neo ở trên và neo ở trái phải gì đó là align parent top để true, align parent left để true luôn. Neo nó lại nhá. Xong tôi tạo cái list view xong rồi, bên cái main activity. À, tôi sẽ khởi tạo cái list view. List view. List view. Tôi phải tham chiếu tới cái giao diện ha, list view bằng file, phải file view by id. R.id chấm list view lớp học. Thấy chưa? Đó là xong bước thứ nhất. Bước thứ hai, tôi phải tạo một cái adapter. Tôi tạo adapter là lớp học adapter. Lớp học adapter. Các bạn nhé, các bạn đặt package thì đặt chữ thường hết. Còn đặt tên class là chữ đầu các bạn viết hoa. Đúng không ạ? Đặt tên biến thì chữ đầu các bạn viết thường. Được chưa? Để các bạn để phân, tức là có cái quy ước đặt tên á. Thì các bạn đặt, còn nếu các bạn đặt chữ hoa nó cũng chả sao. À, nhưng mà là quy ước các bạn quen thì sau này các bạn đi làm ấy thì người ta sẽ có những cái quy ước, các bạn phải đọc những quy ước đấy và các bạn phải làm tuân thủ. Không tuân thủ có như code các bạn bị lỗi. Nó được coi là một bug các bạn. Nếu các bạn đặt sai tên, sai kiểu cách á, được coi là một bug. Đúng không ạ? Tại vì là người ta đã quy ước như vậy, cả hệ thống như vậy rồi. Nhìn vào là người ta biết là cái gì luôn. Các bạn đặt sai là người ta không cho. Đúng không ạ? Okay. Mình làm project này thì đặt không sao. Nhưng mà các bạn làm thành thói quen ấy, à, các bạn tự ý thức là à mình phải đặt đúng. Đúng không ạ? Rồi cô qua đây cô lấy cái adapter này các bạn. À, nó có một cái adapter, sinh viên adapter đây. Đó, bây giờ nè, cô sẽ copy hết mấy anh này. Ok chưa? Cô copy mấy hết anh mấy anh này. Được chưa? Ok, Ctrl C, cô copy lại nhá. Không sửa nhá, không không gõ nữa nha. Các bạn muốn hiểu các bạn về các bạn coi lại video hôm bữa. Cái này cô giảng rồi. Coi lại video hôm bữa nha. Rồi, nó sẽ bị một số cái lỗi. Ha, cái này ta sẽ không phải là sinh viên mà sẽ ta là sẽ là lớp học, đúng không? Cô thay cái này bằng lớp học. Ok. Đấy. Có chỗ nào nữa không? Hết rồi ha. Ok, rồi. Tiếp là lỗi nè. Cái này là không phải sinh viên adapter mà là lớp học adapter. Ok chưa? R không phải R của người ta mà R của mình. R này mình import cái R vào. Đấy. À, nó không có cái này. Cái này thì nó ta thay cái layout. Đây. Ta không có sinh viên item mà ta sẽ phải tạo một cái lớp học item. Bây giờ cô sẽ vào tôi copy nha. Đây nè. Ta phải có cái item nè. Cái này ta có sinh viên item, Ctrl C. Sang đây tôi sẽ Ctrl V vào đây. Lấy áo nha. Đó. Tôi thay sinh viên bằng, tôi thay bằng lớp học. Lớp học item. Ok. À, hình thì thôi tôi không lấy hình, tôi bỏ hình đi các bạn nhé. Đấy. Bỏ cái hình đi. Tại vì ta chỉ không có hình. Được chưa? Anh này thì tôi sẽ không write up hình mà tôi sẽ để cho nó là cái này là parent top và cái này là align parent left chu. Đấy nó neo. Rồi, con linear linear text view. Ok. Cái này là mã sinh viên. Mã sinh viên. À quên, mã lớp. Nhầm. Cái này cô để là tên lớp. Ok. ID ID. Rồi. Cái anh này thì anh chưa có nè, edit với delete anh này chưa có, tôi copy luôn. Được chưa? Tôi copy là row
Edit và delete cho có nè. Copy luôn ha. Copy vào rồi bố. Bỏ cái chữ 24 này các bạn nha. Đấy, bỏ cái 24 là không nhận được đâu. Ok. Được chưa? Hết lỗi chưa? Delete à. Rồi hết lỗi nha. Được chưa? Cái này là ok, ok. Rồi ok, edit, edit, delete. Ok, không đổi gì cả. Tức là rất đơn giản đúng không? Tôi tắt cái này đi. Rồi ở đây tôi không phải để sinh viên item mà đây tôi để là lớp học item. Không có cái hình các bạn bỏ đi. Bỏ đi thôi. Đấy, cái này không có tích view tên sinh viên mà nó sẽ là mã lớp. Cái này cô để là tích view mã. Cái này tích view tên. Cái này là tích view tên lớp học. Ok. Rồi. Ok, ở đây dưới này cô sẽ sửa cái này. Tích view mã. Hình không có các bạn bỏ đi. Đấy, hình không có các bạn bỏ đi thôi. Cái này là tích view tên, cái này là get tên gì ạ? Tên lớp, tích view mã. Các bạn get mã lớp. Cái mã lớp này ở đâu? Ở trong bên lớp học như các bạn. Lớp học mình làm rồi. Ok. Vậy là xong. Đấy chưa? Đấy. Tức là các bạn sau này các bạn làm một cái đầy đủ, sau các bạn cũng có thể copy sang. Hoặc là các bạn làm lại cho nhớ. Cô thì làm nhiều quá rồi mà sợ mất thời gian các bạn, cho nên cô sẽ không làm lại. Các bạn mà muốn mà coi lại thì các bạn coi lại cái clip trước ha. Mình làm đi làm lại nó cực kỳ mất thời gian. Xong cái anh này, adapter xong rồi, giao diện xong rồi, item xong rồi, adapter xong rồi. Bây giờ chúng ta sang cái phần ta qua main activity để ta đổ dữ liệu lên adapter. Đúng không ạ? Bây giờ nhá, dữ liệu của ta là đang để ở array list đúng không? List nào, ta xóa anh này đi, ta cái này lock ra ta xóa đi. Bây giờ cô phải đổ lên adapter. Bây giờ cô sẽ tạo adapter ha, ta có sẽ lớp học adapter. Adapter. Đấy. Ở đây các bạn ghi là adapter bằng new lớp học adapter. Rồi đối số truyền vào của ta sẽ là context đầu tiên, ta sẽ có là main activity chấm did. Đối số thứ hai là danh sách lớp học là ta để là cái list. Ok. Sau đấy ta set vào thôi. List view chấm set adapter, đưa cái adapter vào. Được chưa? Xong. Bây giờ ta chạy anh này nhá. Run. Ok, chờ xíu à. Chạy lúc đầu nó hơi chậm xíu. Chưa? Ra lớp học chưa? 060403 đây. Ra chưa? Lấy được dữ liệu từ database lên rồi nhá. Các bạn thấy nó rất đơn giản đúng không? Khi các bạn làm list view rồi, được rồi thì các bạn đẩy cái này ra thì nó rất là đơn giản luôn. Được chưa? Vậy tóm lại là gì? Để tôi lấy dữ liệu ra thì tôi cần cái gì? Thứ nhất là tôi cần một cái hàm để tôi đọc dữ liệu. Được không ạ? Hàm để đọc dữ liệu. Cái thứ hai nữa tôi cần cái list view. Ok. Được chưa? Đó, cái custom list view thì tôi demo rồi. Bây giờ các bạn phải làm thôi ha. Ok. Rồi bây giờ ta quay lại cái bài hôm nay. Đấy. Rồi adapter, model, SQLite rồi vân vân. Cô để là database ha. Tạo cái phương thức truy vấn, phương thức thêm, phương thức xóa, phương thức sửa ha. Đấy, nhân viên down. Ok. Tạo cái context cho nó. Được chưa? Phương thức truy vấn. Ok. Raw query, dùng câu lệnh SQL. Okay. Cái này là viết tách ra, còn cô viết gom lại. Các bạn để gom lại như cô cho dễ hiểu trước nha. Được chưa? Gom lại cho dễ hiểu đi, các bạn tách hàm các bạn không hiểu đâu. Cái này là tách hàm nè. Được chưa? Tách hàm ra là các bạn sẽ rất khó hiểu, cho nên các bạn cứ viết gom lại cho cô. Ok. Đấy. Được chưa? Rồi tìm kiếm các thứ thì ta làm sau. Rồi chưa đến insert. Rồi bây giờ các bạn làm đi nhá. Các bạn
Bây giờ trong cái list view này các bạn thêm cô demo phần insert nha. Trong cái main activity này các bạn thêm cho cô một cái button insert hoặc là một cái floating button. Nhưng bây giờ thì cô chưa giảng floating button mà thôi, giảng floating button cũng được. Để các bạn muốn chèn một cái floating button bên phải đây nè, dấu cộng bên phải đây nè. Thì còn vào đây cho cô nè, vào file. Các bạn vào project struct. Các bạn chọn dependency. Sau đấy chọn app. Sau đấy các bạn lấy dấu cộng nè, dấu cộng. Chọn library dependency nè. Rồi các bạn search nè. Các bạn search cho cô là material design. Đó. Các bạn lấy bản đây, chọn cái material design nè. Các bạn để bản alpha beta ta chọn bản 1.1.0 được rồi. Được chưa? Ok. Ok. Rồi các bạn nhấn ok. Nó sẽ cài cái thư viện này nè, các bạn thấy nó đau không ạ? Nó sẽ cài cái thư viện này vào cái Android các bạn. Thư viện này là giúp các bạn thiết kế đẹp hơn. Cái material design. Ok, nó cài vào. Cài vào thì nó nằm ở đâu? Các bạn mở cái gray nè. Build gray nè. Các bạn thấy là nó đã cài cái material design vào đây rồi. Ok. Hoặc là các bạn copy cái đường dẫn này các bạn đưa vào, các bạn nhấn synchronize cũng được. Tức là có nhiều cách để các bạn làm. Cô chỉ thêm còn một cách nữa nè. Ok, xong này. Bây giờ các bạn thêm cái floating button nha. Đấy nha. Cô này các bạn search cái floating. À, nó không chịu rồi. Ok, tắt đi mở lại cái nha. Tắt đi mở lại cái nè. Open lại nè. Tại vì nó phải có thời gian để cập nhật nữa. SQLite nè. Ok. Đấy, bây giờ cô sẽ mở lại cái này. Cái này cô gõ là floating button nè. Đấy, bây giờ mới thấy đấy các bạn nè. Cái dưới nè. Floating action button. Được chưa? Ok. Wrap content nè. Wrap content nè. Yeah. Rồi các bạn đặt cho cái ID nhá. Nó nằm ở góc đâu đó. Đặt cho cái ID nè. Nó nằm góc trên cùng thấy không? ID nè, floating button insert lớp học. Đấy, các bạn đưa cái, các bạn add cái icon vào, cái hình vào. Hiện tại là nếu chưa có các bạn click chuột phải nè. Các bạn new một cái vector access nè. Vào đây các bạn chọn cái add cho cô. Cái dấu cộng á. Đấy, add. Đấy, chọn dấu cộng này cho cô. Ok. Chọn khoảng 30. 30, 35, 40 gì đó cũng được. Chọn màu trắng nhá, tại vì nó sẽ màu đỏ cho nên cái hình màu trắng nó sẽ nổi cái dấu cộng lên, được chưa? Đấy. Cô để chữ add vào đây. Next. Finish. Rồi cho các bạn add cái hình này vào src. Rồi bồ các bạn đưa cái add vào. Đấy, nó hơi bị nhỏ. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn ghim nó vào góc phải và góc dưới nha. Align parent right bằng chu. Ghim nó sang góc phải. Ủa? Right mà chứ nhảy hả? Rồi align parent bottom bằng chu. Đấy, thấy chưa? Nó nhảy góc phải chưa? Rồi các bạn muốn cho nó cách xíu thì các bạn để cái padding margin khoảng 8 dp. Nó sẽ nhích ra xíu, nó đỡ bị sát quá. Và các bạn thấy cái hình này nó bị đè nè, nó đè lên cái list view. Nếu mà list view dài quá nó sẽ bị đè lên. Thì chỗ này các bạn đẩy cái list view lên bằng cách là trong list view này nằm trên là above.
Cái ID của ta là floating button insert. Thấy chưa? Cái list view nó đẩy lên nào. Ok chưa? Đấy. Rồi bây giờ các bạn chạy thử nha. Các bạn thấy cái floating button nó hiển thị sao nha. Đấy, floating action button. Cái này làm nó sẽ đẹp hơn. Cái button các bạn ngoài bên kia đúng không? Nó nằm góc bên phải dấu cộng á, đẹp hơn. Chờ xíu. Ok. Thấy dấu cộng chưa? Ok chưa? Dấu cộng chưa? Rồi bây giờ nhá, cô sẽ click vào dấu cộng này, nó sẽ mở ra một cái dialog hoặc một mở ra một cái activity. Ở tình huống này cô chưa sử dụng hướng dẫn dialog cho nên cô sẽ mở ra một cái activity nhá, để các bạn thêm insert dữ liệu vào. Ok chưa? Thì bây giờ cô trước tiên là cô sẽ tạo một cái activity để insert dữ liệu nhé các bạn. Đây nè, click chuột phải, insert một cái activity. Các bạn để cái empty, cái này cô để là insert lớp học. Lớp học nè, insert activity. Rồi cô để linear layout cho nó nhanh nha. Cái này cô để cái linear cho nó nhanh. Các bạn vào đây các bạn để cái linear cho cô. Linear orientation vertical. Bây giờ cô nằm có kéo thả thôi. Cái này là cái mã lớp nè. Cái này cái tên lớp nè. Cái này là cái button insert nè. Button cô tạo một cái layout horizontal vào đây. Cô tạo cho nó cái button là thêm nè. Button là hủy nè. Insert nè, cancel chẳng hạn. Thêm hủy đi ha, thêm hủy. Ok, xong rồi. Bây giờ qua bên này cô sẽ sửa lại code cho nó đẹp đẽ nha. Đây. Ở đây cô sẽ không để cái này, cô để cái hint. Nhập mã lớp. Bỏ bớt cái anh IMS ra đi. ID của ta là TXT mã lớp. Ok. Cái này là TXT tên lớp. Cái này bỏ cái name này đi. Cái này hint. Nhập tên lớp. Ok chưa? Button thì cô để là button thêm lớp. Cái này cô để là thêm mới. Cái này cô để là button hủy lớp. Hủy cái số á. Cái này cô để là hủy. Ok. Rồi cái anh này cô để là hay, cô để là grab content để cho nó vừa khớp. À cũng chẳng cần. À đúng rồi, cũng được. Ok. Rồi, xong. Giao diện làm đơn giản, nó không được đẹp nhưng mà đơn giản nhá. Để các bạn muốn làm đẹp ta làm sau, ta làm xem xét ad cho nó. Rồi, bây giờ các bạn muốn click chuột nó mở ra cái đấy thì ta sang bên chỗ main activity. Ta tạo một cái button, floating button. Đây. Floating button, action button. Chưa? Đó, floating insert. Chưa? Cái này các bạn cũng tham chiếu nè. Cái này là floating insert. Cái này là floating insert. Ok. Rồi bây giờ các bạn enter nè. Cái này là click chuột nè, floating insert chấm set on click new on click. Đó. Cái này là thuộc luôn. Nó sẽ cái này các nó sẽ show ra. Muốn nhảy ra thì ta phải dùng cái gì ạ? À? Muốn chuyển sang một cái activity khác ta dùng cái gì ạ? À? Intent đúng rồi, intent. Y sẽ gắn bằng new intent. Cái này là main activity.dip, còn anh kia là lớp học insert activity.class đúng rồi.
Đó, start, đúng rồi, start activity, được in tên vào. Ok. Đó, cái này làm nhiều nó thành quen các bạn. Các bạn phải chịu khó các bạn làm. Không có cách nào khác. Cái này giảng rồi, dày rồi, làm nhiều nó thành quen thôi. Ok. Rồi. Ok. Rồi cô nhấn click chuột nào. Mở ra chưa? Back nào. Được chưa? Click chuột nào. Ok. Rồi bây giờ nào, cô sẽ nhập dữ liệu vào đây xong cô mới nhấn thêm mời, nó sẽ insert vào data base SQLite. Đúng không ạ? Rồi nha. Rồi nghe nào, bây giờ tao qua bên này, cái này tạm thời đóng lại nha. Rồi bây giờ nào, nếu để insert dữ liệu thì tao phải viết ở trong cái lớp học DAO thêm một cái hàm gọi là hàm insert. Cái hàm này là để hàm lấy toàn bộ dữ liệu, bây giờ tôi phải viết một cái hàm insert. À, thì tôi để là cái public void create đi ha. Đó. Đó, bây giờ tao cũng khai báo database. À, khai báo database bằng helper các bạn chấm getwriteable, tức là các bạn chèn dữ liệu thì phải xin cái quyền, tức là xét cái hàm là getwrite ghi, đúng không ạ? Rồi ta sẽ có hai cách để ta có thể insert. Một cách là ta dùng câu lệnh insert into, cách thứ hai là ta dùng cái một cái class content value của nó để ta insert. Nhìn nhá, content value, value gắn bằng new content value. Sau đấy cô sẽ put dữ liệu vào content value. Put value.put. Bây giờ put cái gì bây giờ? Tôi phải put hai trường. Trường thứ nhất là mã lớp, trường thứ hai là tên lớp. Tôi phải put hai trường. Thì hai trường này lấy đâu ra? Tôi sẽ truyền nó vào. Được không? Tôi truyền vào cái đối số đấy. Lớp học. À lớp. À tôi truyền cả cái lớp vào luôn. Được chưa? Ở đây tôi sẽ put cái gì ạ? Đầu tiên, cái đối số đầu tiên của nó là key. Thì lưu ý là key thì phải trùng với tên của cái trường, nếu không trùng nó lỗi. Đó, key là phải trùng với cái tên của cột của cái bảng đó. Hai là cái value là lớp.get mã lớp. Rồi value.put. Đó, key này là tên lớp. Đây, tên lớp. Copy cho chắc ăn nha, khỏi sai chính tả nha. Phải lớp chấm get tên lớp. Đó, tôi vừa put hai giá trị vào cái value. Sau đấy tôi sẽ insert, đã có db.insert. Đối số của nó là tên bảng. Tên bảng cũng phải trùng luôn, không trùng là nó sai. Đấy, đâu đối số tên bảng. Đối số thứ hai của ta sẽ là cái null column hash. Ta không có cái column để ta where hay cái gì hết, đúng không ạ? À, ta sẽ để là không có, ta insert hết toàn bộ cho nên ta không quan tâm cái chỗ null column này, cho nên chỗ này tôi sẽ để null. Cái thứ ba các bạn truyền cái value vào. Đó là xong. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ ta viết xong cái hàm insert rồi, create rồi, bây giờ ta bên này ta sẽ làm sao? Lớp học insert ta sẽ làm sao? Bây giờ nè. Ta sẽ có 3 4 cái đối tượng ta cần tham chiếu đúng không? Giờ ta tham chiếu đúng 4 đối tượng nè. Hai đối tượng là edit text nè. Edit text mã, edit text tên. Hai đối tượng là button. Là button thêm, button hủy, đúng không? Rồi bây giờ ta cũng tham chiếu nè. Edit text mã sẽ gắn bằng file view by d r.id .txt mã. Rồi copy nha. Cái này là text là tên. Cái này sẽ là tên. Cái này là button thêm. Cái này là button thêm. Cái này là button hủy. Cái này là button hủy. Ok. Xong chưa? Rồi cô làm cái hàm thêm trước nè. Hả? Tên hả? Ok. Rồi thank you. Button thêm nè.
set on click nè, new on click nè, tức cái này học thuộc luôn á, thấy không? Đó, nhắm mắt cũng viết được, đúng không? Ok, bây giờ nè, cô sẽ phải lấy hai giá trị này đúng không? Ok chưa? Rồi, đối số truyền vào của cái hàm này ấy, nó là lớp học. Đối số truyền này vào là lớp học. Cho nên là tôi sẽ get hai giá trị xong tôi đưa vào lớp học. À, string mã gắn bằng edit text mã chấm get text chấm to string. Ok chưa? Rồi copy luôn. Rồi gõ. Cái này là tên edit text tên. Rồi, ta sẽ có lớp học, sẽ lớp bằng new. Ta sẽ tạo lớp học cho nó. Cái này là mã phẩy tên. Xong chưa? Được chưa? Bây giờ ta gọi cái hàm insert nè. Ta sẽ gọi hàm insert nó là lớp học down đúng không? Khoan, tôi chỉ cho một cách khác. Tức là có hai cách, một là các bạn có thể truyền vào cái này. Được chưa? À thôi được rồi, làm. Rồi, lớp học down giờ các bạn rối thôi. Tôi sẽ tạo cái lớp học down ở đây. Down. Đúng không ạ? Ở đây các bạn là đây down và gắn bằng new lớp học down. Truyền context vào là lớp học insert. Chấm dit truyền context vào text vào. Rồi bây giờ nè, ta có down.create. Tôi truyền cái lớp vào là xong. Được chưa? Sao tạo này là xong. Bây giờ tôi thử chạy thử nhá. Ok. Rồi, tôi insert nhá. Tôi insert 11 đi ha. Nhìn cho khác mấy cái kia là 11. 1111 thêm mới. À, quên. Thêm xong tôi còn phải finish nữa, quên. Finish anh này để nó đóng. À, rồi các bạn back lại nè. Thực ra nó thêm rồi đấy mà không có, mất rồi. Bây giờ các bạn chạy lại nha. Tí nữa các bạn finish. À, thì chạy lại. Lỗi gì anh này khởi động lại. Kệ đó. Chạy lại nha. Rồi. Các bạn coi lại là nếu mà dữ liệu 11 nó vào rồi á thì chứng tỏ là câu lệnh cái này ta làm xong. Đúng không? Còn nếu chưa vào thì là chứng tỏ là ta làm chưa được. Nó sẽ có lỗi. Có 11 chưa? Có rồi. À, chạy lại nha. Cố phải đóng cái finish này lại nè. Chạy lại các bạn nhìn nè. À quên. Chạy rồi chứ. Thêm cái nữa nha. Trời ơi, lỗi gì? Cái máy ảo nó bị gì á? Rồi chạy lại nè. Ủa, cái gì ta? Open render select canvas fantasy gì lỗi gì trời lỗi rồi chạy lại nè clear nè. Locate clear luôn nè. Rồi cô chạy lại ha. Chờ xíu ha.
Ủa cái máy ảo ta bị gì á? Có thêm dữ liệu là 11 ha. Cái này 1111 là thêm mới nào. Đấy, nó sẽ đóng luôn. Nó đóng luôn cái activity đó. Nhưng các bạn thấy là nó sẽ không load dữ liệu ra đúng không? Đúng không ạ? Mà phải cô phải chạy lại nó mới load. Như vậy là chưa được. Đúng không? Đấy, tức là cô sẽ làm từng bước để các bạn theo dõi. Cô không làm ngay một lần. Mà cô sẽ demo từng bước nhưng mà các bạn cố gắng theo dõi ha. Tức là đến đây nó chưa xong. Bây giờ nào, để nó từ load dữ liệu á, các bạn phải sửa sang bên này nè, sang main activity bên này nè. Bên này các bạn phải cái adapter này nè, các bạn phải notify nó. Nhưng code mà để các bạn refresh cái dữ liệu á, nó sẽ không được viết ở trên onCreate. Bởi vì hàm onCreate này, hàm nó chỉ chạy một lần duy nhất thôi. Bây giờ các bạn chạy lại là nó sẽ không chạy hàm này nữa. Cho nên hàm các bạn phải viết ở một cái hàm khác, đó là hàm on resume. Tức là khi cô mở ra, cô đóng lại, nếu cô đóng lại hoặc cô làm gì đó, hiểu không ạ? Thì khi để anh này được gọi lại, anh này đang để ở chế độ gọi là background, anh này gọi là đang tạm nghỉ, pause, on pause. Thì khi nó gọi lại thì nó sẽ gọi cái hàm on resume để nó gọi lại. Chứ hàm on create không được gọi nữa. Thì vậy tôi muốn viết code thì tôi phải viết ở trên hàm on resume. Đấy, on resume. Và tôi viết code để refresh dữ liệu ở đây. Một, bước một là tôi sẽ clear hết cái anh này. Anh lead này tôi sẽ clear hết, đúng không ạ? Tôi sẽ clear hết anh này. Một là tôi sẽ phải clear, làm sạch nó. Hai là cô sẽ add lại toàn bộ dữ liệu. Add all. À, lấy cái down này nè các bạn. Down.read all này nè. Đấy, add lại toàn bộ dữ liệu của nó. Đó. Sau đấy cô mới notify anh adapter. Adapter sẽ được refresh lại là notify data set change là xong. Bây giờ chạy lại nhá. Rồi ok. Đấy, cái 11 khi nãy là giờ lên đúng không? Bây giờ cô thêm cái 22 nè, nhìn nè. 22. Thêm mới nè. Nó sẽ đóng anh này lại. Đồng thời refresh anh 22 chưa? Ra chưa? Dữ liệu ra chưa? Ổn, ok đúng không? Rồi, bây giờ thêm một cái nữa nè. Trong cái down á, có cái hàm này nè. Hàm này hiện tại là nó trả về void thôi. Nó chưa, tôi insert, tôi không biết là insert thành công hay không thành công. Cho nên ở đây tôi đổi lại một chút, cái này tôi để là boolean. Tôi để trả về là cái giá trị nó đúng hay sai á, được hay không thành công á. Ha, bây giờ ở đây tôi sẽ để là long gắn, row gắn bằng. Tức là cái hàm db insert nó sẽ trả về một cái giá trị là long. Hiểu không ạ? Nó trả về giá trị là long. Đây nè. Hàm này nó trả về giá trị là long. Đó, insert này trả về giá trị là long. Đó, nó trả về là cái số dòng của nó insert được á, hiểu không ạ? Đó. Thì ở đây cô sẽ để là if cái row này mà lớn hơn 0 thì cô sẽ là return gì ạ? True. Còn ngược lại thì cô sẽ là return false. Ok. Được chưa? Không cần else bởi vì là nó không rơi vào đây. Nó rơi vào đây thì nó sẽ không rơi vào đây nữa. Cho nên cô sẽ không cần else. Hiểu không ạ? Rồi bây giờ bên này cô sẽ xử lý một chút này các bạn. If nếu cái này là trả về true, thành công,
thì tôi sẽ tót ra một thông báo. Tôi sẽ tót ra thông báo là thành công, đúng không? Make text, đấy là con text là lớp học. Đây, chấm đít. Rồi insert thành công. À, thành công thôi. Thêm dữ liệu. Thành công đi ha. Vậy, enter. Cái này các bạn để là tót chấm len. Len long, short long thì cũng được, chấm show. Ok. Báo thành công xong các bạn finish luôn. Còn ngược lại else ngược lại thì báo là thất. Thất bại. Được chưa? Ok chưa? Rồi chạy lại nha. Vậy thôi, các bạn thêm một thông báo với cho cô thôi. Để các bạn biết là nó thành công hay không. Bữa sau ta thể xóa những cái rác rác là tôi xóa hết. Ví dụ vậy, tôi xóa. Thêm sửa, ta còn sửa mà đúng không? Bởi hôm nay mới thêm thôi, ta còn phần sửa và phần xóa nữa. Để thêm cái 333 nha. Bia 333 đúng không? 333. Và thêm cái. Để nó bảo là thêm dữ liệu thành công nè. Đây dữ liệu có rồi nè. Được chưa? Ok chưa? Đó. Thì đó là toàn bộ cái phần...